Lâm Khánh Chi lần đầu tiết lộ chi phí chuyển giới đến mức phải vay nóng nợ nần hàng tỷ. Đây là một trong những lần hiếm hoi nữ ca sĩ kể về góc khuất của mình trong giai đoạn khó khăn mà bấy lâu nay cô giấu kín vì không muốn khán giả hiểu lầm. Cứ ngỡ Lâm Khánh Chi giàu từ trong trứng, nhưng nào ngờ cô cũng có những giai đoạn khó khăn đến mức phải đi vay nặng lãi bên ngoài. Vào cuối năm 2017, Lâm Khánh Chi và ông xã kém 8 tuổi đã tổ chức hôn lễ sau một thời gian hẹn hò. Khi ấy, cặp đôi đã làm người khác choáng ngợp vì độ chịu chi cho ngày trọng đại. Sau khoảng một năm kết hôn, nữ ca sĩ và ông xã đã có một quyết định hết sức quan trọng, đó chính là đón thêm thành viên mới cho tổ ấm. Ai cũng cho rằng cô là một người hạnh phúc nhất khi hoàn thành được nhiều mong muốn và có cuộc sống hiện tại thật hạnh phúc. Tuy nhiên, để có được những quả ngọt như giờ đây, thì Lâm Khánh Chi cũng đã không ít lần trải qua khủng hoảng. Cứ ngỡ rằng cô xuất thân từ một gia đình khá giả có điều kiện để chi trả những khoản tiền cho các ca phẫu thuật chuyển giới, các dự án hoành tráng. Nhưng mới đây nhất, người đẹp đã tiết lộ những điều hoàn toàn ngược lại khiến khán giả bất ngờ. Theo đó, việc chuyển giới của cô không được ba mẹ ủng hộ nên cô phải hoàn toàn chủ động và chi trả bằng tiền dành dụm đi hát trước đó. Lâm Khánh Chi bộc bạch, lúc trước đi hát được bao nhiêu tiền, tôi đầu tư hết cho các sản phẩm và những gì mình muốn làm. Kể cả chi phí chuyển giới là gần 8 tỷ, tôi trắng tay và nợ nần. Làm live show lỗ, tôi phải vay nóng 300 triệu để trả tiền cho người ta, lãi mẹ để đãi con. Nợ tôi chồng từ 300 triệu lên đến 4 tỷ trong vòng 4 năm. Lúc gặp ông xã tôi vẫn còn nợ 1,3 tỷ, nhưng may mắn trời thương làm ăn được nên bây giờ khá giả hơn. Không như mọi lời đồn đoán rằng Phi Hùng lấy vợ vì tiền hay gia thế, mà cô khẳng định thời điểm hai người gặp nhau là lúc Lâm Khánh Chi khó khăn nhất. Nữ ca sĩ tâm sự hết với chồng và may mắn được anh đồng cảm yêu thương hết mực. Đến hiện tại, Lâm Khánh Chi chắc chắn là một hình mẫu của rất nhiều người trong cộng đồng LGBT. Bởi lẽ cô được sống là chính mình, có chồng yêu thương, được làm mẹ và cũng được gia đình chồng thấu hiểu hết lòng.